Công ty Thủy Kim Sinh xin trân trọng giới thiệu sản phẩm phân bón trung vi lượng TKS Canxi Bo HC50. TKS HC50 chứa đầy đủ các nguyên tố vi lượng cần thiết, dạng gelate giúp cây trồng hấp thụ một cách nhanh chóng và đạt hiệu quả cao. Phát triển nhanh thân, lá giúp ngăn ngừa các hiện tượng thiếu vi lượng ở cây trồng. Giúp cây trồng ra hoa đồng loạt, ngăn ngừa và giảm hiện tượng rụng hoa, trái non. HC50 giúp kích rễ phát triển mạnh mẽ hơn, phục hồi sự suy cây. Hệ vi sinh vật giúp tơi xốp đất, chuyển hóa lân, kali khó tan trong đất, tăng cường cố định đạm giúp cây kéo dài tuổi thọ. Hướng dẫn sử dụng, cây ăn trái như cam, quýt, xoài, sầu riêng, bơ, chôm chôm, thanh long, vú sữa, táo, chanh dây v.v. Cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu, cà cao v.v. Bón gốc trộn 15kg HC50 trên hecta với các đợt bón phân hữu cơ, vô cơ vào đầu, giữa và cuối mùa mưa. Tưới gốc pha 1kg trên 400 lít nước, tưới 4-8 lít một gốc, nên kết hợp với TKS, NEMA để tái tạo rễ mới và khắc chế tuyến trùng. Cây hoa màu như dưa hấu, cà chua, ớt, dưa leo, khổ qua v.v. Bón gốc trộn 15kg HC50 với ure, DAP, NPK bón cho 15.000m2. Cây trên lúa, nếp v.v. Bón thúc 4-5kg HC50 trên hecta cộng NPK từng đợt. Mọi chi tiết xin liên hệ website thuykimsinh.com, hotline 0286275960, Zalo 0963970770. Chúc quý bà con sức khỏe, canh tác tốt và có một mùa bội thu.